sơn hoa mới nở, bỏ hoa sẽ nở cả một mùa xuân Hà Thu Đông. Giờ phút này, sạp cưới của chúng ta giống như một vườn hoa khoe sắc, bởi sự hiện diện chung vui của tất cả quý vị cùng trở về đây chung một lý do. Chúc mừng hạnh phúc, chúc tương lai cho gia đình trẻ. Trân trọng kính mời quý vị một lần nữa an tọa tại tất cả các dãy bàn ghế. Chúng ta cùng nhau tạo nên một khán phòng cưới đẹp nhất, rạng rỡ nhất để bước vào chương trình lễ vô quy dành cho Hoài Anh và Hải Linh. Xin được trân trọng cảm ơn tất cả quý vị.